Ta-da! Camera an ninh, và nó đến từ thương hiệu rất là quen thuộc của mình, cũng làm khá nhiều video về cái thương hiệu này, đó là EasyVid. Đó, đây là một em khá là quen thuộc. Nó có cái mã đây là C6N. Và có thể là các bạn cũng đã bắt gặp những cái video của mình về cái em nó rồi. Tuy nhiên thì live up năm 2022 thì EasyVid cũng đã update rất nhiều về những cái dòng sản phẩm cũ của họ, lên cái độ phân giải cao hơn, thêm một vài tính năng mới xịn sò hơn. Và cái phiên bản này nó là như vậy. Đây là phiên bản C6N, nhưng nó có độ phân giải là 4 megapixel và độ phân giải hỗ trợ là 2K. Thế thì những cái nâng cấp của nó, ngoài cái vụ nó nét hơn, chi tiết nó mang lại nhiều hơn mà giá nó vẫn tốt nha, thì còn có thứ gì thú vị hay là không? Video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn trên tay và trải nghiệm nhanh về em camera này, để xem các bạn có nên xuống tiền cho em nó hay là không nha. Let's go. Rồi, điều đầu tiên nói về thiết kế và phần cứng ấy, thì C6N 4.4 megapixel đấy, có cái thiết kế truyền thống như là một cái camera trong nhà hiện nay, một cái khối hình cầu nằm bên một cái chân đế có thể gắn ở mọi góc trong cái ngôi nhà, và đương nhiên nó cũng sẽ hỗ trợ luôn cái góc quay lên tới 360 độ, và nó sẽ không có cái điểm mù bất cứ một góc nào cả. Và rõ ràng với cái camera này, nó sẽ giúp các bạn để chúng ta có thể theo dõi được bất cứ cái điểm nào trong ngôi nhà của các bạn, bởi vì cái động cơ xoay 350 độ theo cái chiều ngang và 55 độ theo cái chiều dọc thì chắc chắn là sẽ không có bất cứ một cái điểm mù nào trong căn nhà mà cái camera này không theo dõi đến được. Ok, nên nói chung về yếu tố thiết kế và cái tính năng xoay như thế này, các bạn thấy chưa, thì chúng ta cũng đã quá quen thuộc rồi. Mình sẽ đi sâu nhiều hơn vào những cái tính năng phía bên trong. Đó là cái camera này thì cái sự nâng cấp đáng giá nhất đó chính là cái độ phân giải. Nó đã nâng lên là 4 megapixel và cái độ phân giải hỗ trợ là 2K. Thế tức là gì? Tức là nó sẽ nét hơn so sánh với cái độ phân giải là Full HD truyền thống 2 megapixel quen thuộc rồi. Và rõ ràng nhờ cái độ phân giải cao hơn, video ghi lại ở độ phân giải 2K, thế nên những cái chi tiết nó sẽ sinh động hơn. Cho dù các bạn có thể zoom cái kỹ thuật số lên tới là 4x thì các bạn vẫn có thể theo dõi được rất rõ được những cái chi tiết, và nhờ đó thì các bạn có thể quan sát rõ mọi thứ trong cái video trực tiếp và thậm chí là phát lại luôn. Và cái quan trọng là trong những cái điều kiện ban đêm, C6N sẽ sử dụng cái đèn hồng ngoại mạnh mẽ để mà quét vật thể với tầm nhìn xa có thể lên tới 10m. Tất nhiên trong môi trường tối như thế này thì ghi hình nó sẽ chỉ là trắng đen mà thôi, và cái độ chi tiết có thể nó cũng sẽ thua so sánh với những cái môi trường đủ sáng. Nhưng rõ ràng các bạn có thể thấy là những cái chi tiết như là khuôn mặt này hay là cái hình thái của đồ vật thì nó vẫn hiển thị một cách khá là rõ rệt trong những môi trường cực kỳ thiếu sáng như thế này. Và nhờ có khả năng xoay linh hoạt, thế nên C6N sẽ được trang bị cái tính năng gọi là nhận diện chuyển động, phải nói là cực kỳ nhạy luôn. Và cái camera sẽ xoay để mà bắt cái chuyển động của người, đồng thời thì sẽ báo động cho các bạn hình ảnh theo cái thời gian thực thông qua cái ứng dụng EasyVid ở đây. Và đây là một tính năng mình đánh giá rất là hay nhá, bởi vì ví dụ như là các bạn đi lại trong cái khung hình mà con này bắt được thì ngay lập tức nó sẽ theo dõi cái chuyển động đó. Nếu như căn nhà của bạn bị ai đột nhập thì camera này sẽ theo dõi nhất cử nhất động của người đột nhập đó, kể từ đó thông báo đi cho các bạn bằng hình ảnh và chiếc điện thoại, và các bạn có thể ra những cái cảnh báo, thậm chí là có thể dọa nạt cái thằng trộm đó để mà đuổi nó đi ra khỏi căn nhà của bạn. Nói chung là cái độ chi tiết nó mang lại một cái trải nghiệm cực kỳ tốt, và những cái tính năng tracking phía bên trong nó cũng sẽ giúp ích cho các bạn rất rất nhiều. Và như mình đã nói, các bạn cũng có thể dọa nạt cái tên trộm đó, bởi vì cái camera này chúng ta có luôn cả cái đàm thoại 2 chiều, tức là nó có cả loa bên ngoài khá là to, và chúng ta cũng có hệ thống micro bắt âm cực kỳ nhạy luôn. Nói chung á, cái camera của con này bắt âm khiến mình còn bị bất ngờ luôn, tại vì đôi khi các bạn gắn cái camera này lên ở những góc ở trên cao đấy, văn phòng của mình cũng toàn sử dụng camera của EasyVid cả, thì khi chúng ta gắn lên cao như thế, cái khả năng micro bắt âm nó là cực kỳ quan trọng, và nhờ thế thu âm mọi thứ lại rõ ràng hơn, thậm chí là khử nhiễu xung quanh cái môi trường á, nó cũng rõ ràng hơn rất là nhiều. Đỉnh thật sự luôn, mà giá nó quá tốt. Đấy mới là cái điều quan trọng nhất trên cái mẫu camera này. Và cũng giống như rất nhiều những em camera khác của EasyVid thì em C6N 4MP này cũng có cái chuẩn nén H.265. Kể từ đó, cái chất lượng file nó vẫn tốt, mà cái độ nén xuống nó cao hơn, và nó sẽ tiết kiệm cái dung lượng hơn. Ví dụ các bạn lắp thẻ nhớ chẳng hạn, thì cùng một cái thẻ nhớ chúng ta có thể lưu trữ được nhiều hơn. Đó, nên các bạn có thể thấy những tính năng, độ nét và những cái trải nghiệm cơ bản thì rõ ràng em EasyVid C6N 4MP này mà lại trải nghiệm cực tốt. Và nói về trục kết nối thì em này sử dụng Wi-Fi băng tần 2.4GHz và cái sự ổn định của nó là cực kỳ tốt. Cái hay á là em này vẫn hỗ trợ cả cái cắm mạng LAN. Thế nên nếu bạn nào muốn ổn định hơn nữa và không phải lo nhiễu cái băng tần Wi-Fi trong căn nhà của bạn thì các bạn có thể kết nối trực tiếp mạng LAN vào cái em này sử dụng còn càng thoải mái hơn. Thẻ nhớ hỗ trợ tối đa lên tới 256GB,
Thế nên nếu như các bạn mà sử dụng thẻ nhớ này để mà lưu trữ thì nó phải gọi là lưu trữ battery là nhà một vài tháng là chuyện quá bình thường. Nó phụ thuộc vào cách các bạn ghi nguyên ngày hay là chúng ta ghi bắt theo những cái chuyển động mà thôi. Và nếu như các bạn mà không muốn sử dụng thẻ nhớ, lo hỏng thẻ nhớ mất dữ liệu chẳng hạn, thì chúng ta cũng có luôn cái Cloud Play đến từ EasyVid với cái mức thuê bao của nó hàng tháng cực kỳ rẻ. Và nhờ thế các bạn cũng có thể lưu trữ được trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ 7 ngày, 1 tháng hay thậm chí là lâu hơn nữa. Nói chung là bỏ tiền nhiều thì chúng ta có thể lưu trữ được nhiều hơn mà thôi. Và quan trọng hơn cả là ở bất cứ đâu các bạn cũng có thể lốt lại và xem lại cái camera này với một tốc độ cực kỳ nhanh, bởi vì nó là thông tin trên đám mây chứ không phải là từ trong cái thẻ nhớ. Nên các bạn tự cân đối xem cái nào phù hợp với nhu cầu thì lựa chọn nhé. Ok, nói chung thì đây là EasyVid C6N bản nâng cấp với độ phân giải lên tới là 40 MP. Và cái nâng cấp đáng giá nhất các bạn có thể thấy đấy chính là độ nét. Nó có cái chi tiết mang lại cực kỳ nhiều, cho dù là những môi trường đủ sáng hay cho dù là những môi trường thiếu sáng. Và bên cạnh đó những cái tính năng thông minh phía bên trong như là tracking, theo dõi chuyển động, đàm thoại hai chiều, rồi hỗ trợ những chuẩn nén mới để giúp chúng ta tiết kiệm băng thông, nó cũng là những cái cực kỳ thú vị trên cái camera này. Camera của EasyVid nó uy tín như thế nào chắc các bạn biết rồi. Nó ổn định và nó mang lại trải nghiệm tốt như thế nào chắc các bạn cũng đã quá quen, mình không phải nhắc lại. Và bây giờ với một phiên bản nâng cấp như thế này, giá vẫn tốt, thì các bạn nghĩ sao? Comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.